những câu nói hay về thái độ sống. 1. Cuộc sống chỉ mang đến cho bạn 10% cơ hội, 90% còn lại là cách mà bạn phản ứng với nó. Thái độ của bạn đối với những gì xảy ra trong cuộc sống sẽ tác động rất lớn tới điều bạn nhận được. Nếu bạn vui, những điều tuyệt vời cũng sẽ đến. Nếu bạn buồn, tất cả mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ. Nếu bạn gục ngã, nghĩa là bạn chấp nhận đánh mất những gì đã cố gắng. Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. 2. Nghĩ quá nhiều sẽ hủy hoại bạn. Hủy hoại thực tại, thay đổi mọi thứ xung quanh, khiến bạn lo lắng và làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn bạn nghĩ. Không một quyết định nào được đưa ra và cơ hội của bạn sẽ mất. Đừng tốn thời gian để phân tích liệu rằng bạn có nên hay không nên nắm bắt cơ hội. Thay vào đó, hãy bước ra khỏi vùng an toàn và thay đổi chính bạn. Kiểm soát rủi ro, lắng nghe trực giác, dũng cảm và hành động. 3. Bất kỳ ai cố gắng dìm bạn xuống thì họ đều thua kém bạn. Bạn đã từng cảm thấy sợ hãi về điều mà người khác nghĩ về bạn. Hãy là chính mình. 4. Có hai điều cần nhớ trong cuộc sống. Hãy chăm sóc suy nghĩ của bạn khi bạn một mình và hãy cẩn trọng với lời nói khi ở chốn đông người. Đừng để những suy nghĩ tiêu cực lấn át bạn khi bạn cô đơn. Bởi nó là liều thuốc độc nếu chúng xuất hiện trong lời nói của bạn, làm ảnh hưởng tới người khác và mối quan hệ lâu dài của bạn. Thế nên, hãy cẩn trọng trong lời nói và suy nghĩ. 5. Cuộc sống luôn đầy rẫy những người ủng hộ bạn, không quan tâm bạn, hủy hoại bạn, đối đầu với bạn, nhưng mọi chuyện đều ổn. Hãy học hỏi từ mọi thứ và tập trung vào những người ủng hộ bạn. 6. Hãy dừng để ý tới những khó khăn của bạn mà hãy biết ơn những gì bạn có. Dũng cảm đối mặt với mọi thứ đồng nghĩa với việc bạn sẽ tạo ra những căng thẳng không đáng có. Hãy tập luyện sự biết ơn nguồn năng lượng mà bạn may mắn có được để vượt qua khó khăn đó. 7. Trong khi bạn nhìn họ như những gã điên thì chúng tôi nhìn họ như những thiên tài. Bởi vì chỉ có những người điên đến mức nghĩ là có thể thay đổi thế giới thì mới là những người làm được. Hoài bão lớn, nghĩ lớn, dũng cảm và tin vào chính bạn. Luôn bên cạnh những người ủng hộ bạn, khuyến khích bạn và tin bạn, đừng lo lắng về những ai sẽ hủy hoại bạn. Dám thất bại và học từ sai lầm. Chấp nhận rằng mọi thành công đều phải trả giá và tạo ra sự khác biệt. Bạn sẽ là nhà vô địch.